Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng MZ. Đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chơi of Survival Restore Isle. Tập thứ 3. Bạn nào mà chưa xem tập 1 và tập 2, các bạn có thể bấm vào cái channel của mình tìm kiếm tập 1, tập 2. Mình có để sẵn ở trong cái channel mà luôn mình trưng bày những cái video mà mình mới đăng á. Thì các bạn lần theo và coi tập 1, tập 2 để biết diễn biến câu chuyện như thế nào nha. Ok, thì hôm nay mình có một chút thay đổi, đó là mình đổi cái đồ họa cho các bạn xem. Tại vì mình cũng không biết tại sao nữa, tự nhiên mình nhìn thấy video game á, mình chơi game á, mình thấy đồ họa nó cũng ok, nó cũng đẹp. Nhưng mà khi mà mình ghi hình á, thì mình thấy đồ họa nó xấu quá. Cái hình ảnh nó ra nó không được chân thực cũng như là nhóng mắt mình. Cho nên mình đổi qua đây để cho các bạn nhìn cho đỡ hơn ha các bạn. Chứ tại vì máy mình yếu cho nên là các bạn cũng thông cảm cho mình, đôi khi nó có lắc có giật mình cũng không dám chỉnh đồ họa lên quá cao ha. Rồi ok. Thì nói về tập hôm nay cũng như là tập trước, mình đã bắt được hai em Trice, hơi chói ha anh em. Trice và hai con bà ta thì nó cũng chả giúp ích được gì nhiều cho mình. Ngoài việc là mình dẫn theo nó để đi farm hết tất cả những cái cục đá như thế này nè, cái mình farm xong mình nặng á, cái mình chuyển đồ qua nó, cái mình đi lại thì nó đi theo để mình chuyển đồ vào cái tủ đồ. Và mình đã farm được cũng sơ sơ như đây nè các bạn anh em. Mặc đồ vô để cho nhìn thấy nó trống trải đi, và mình lên 5 cấp độ, mình lên quay luôn. Ok, và hôm nay tập này sẽ là tập xây nhà. Xây nhà thì mình đã lên ý tưởng rồi, và bây giờ mình bắt đầu vào xây thôi. Mình chỉ cần chuyển đồ qua là xây thôi chứ không gì hết. Còn cái việc mà trong lúc xây mà nó có thiếu thốn gì á, thì mình sẽ đi farm tiếp thôi. Chứ bây giờ mình cũng farm cũng nhiều rồi, farm tới tận 15 phút lận. Mình cứ đặt lấy hết đi. Đáng lẽ ra mình đi tem thêm một con để lấy đá cho mình nhiều hơn, đó là con mantis đó các bạn. Lấy đá mình sẽ gắn cho nó hai cái rìu, mình lấy đá cho nó dễ, hoặc là con đập đá. Nhưng mà anh em biết sao không, trên mình có tham khảo ở trên cái trang web mà cái map location ấy, có nghĩa là địa điểm những cái tài nguyên thiên nhiên cũng như những con thú ấy, thì nó cách ở xa quá. Mình có dùng con chim mình bay thử, nó ở tuốt ở bên ở đâu 70-50 lần, mình chưa đi tới cái vùng đó nữa. Cho nên mình rảo rảo vùng này rồi, mình không có con đập đá cũng như là không có con ankylo nào hết. Chịu rồi. Mình thì không có cài mod teleport cũng như cái rhystone giống như cái quả cầu Pokemon á, để có thể nhét nó vào vận chuyển nó dễ. Cho nên là mình sẽ chơi tự farm, chơi thủ công luôn. Rồi đầu tiên mình sẽ làm một cái nền. Cái nền này á, thì mình nghĩ là sẽ là một cái nền thấp thấp thôi. Anh em hiểu không? Ok, để tôi coi. Để tôi coi nha. Tôi sẽ đánh xây nhà ở đây nè. Xây nhà ở đây. Dọc qua đây. Thì bây giờ nếu mà tôi đặt cái function ở đây á, tôi sẽ làm một cái lớp nền trước, một cái nền bằng function thường thôi. Function bằng thác trước đi. Function bằng thác thì nhà tôi có diện tích là 5 với cái thềm 3 nữa là 3 nữa là 8 là chiều ngang. Ở chiều dọc, còn chiều ngang mình nghĩ nó sẽ cao hơn một tí. Tầm khoảng 1 2 3 3 với cái này 6 hả? 6 3 với 6 là 9. Ok, 9. 9. 9 9 9 nhân 6. 6 nhân 9 36. Đúng không? Ủa 69, ủa 66, 36, lộn, má, à, tùng toán học, 56 lần 9 là 54 cục này, thì mình trừ 9 ra thì sẽ còn là 45, chính xác không, trời ơi, tôi tính mà 45, như vậy là 45 cái function này, wrap hết đi, ok, wrap on. Mình thiếu cái gì đây, thiếu thác, mình đi lấy thác vậy thôi. Tập hôm nay chỉ là xây dựng xây nhà nha anh em. Tập này chỉ là xây nhà thôi.
Chỉnh qua đồ họa này nó hơi lắc lắc nên em thông cảm nha. Một là đẹp, hai là mượt thôi, anh em chỉ có một cái thôi. Nhưng mà với cái độ đẹp này thì tôi ổn áp hơn. Không tới nổi, hồi nãy mình ráo là 30, 30 35 hả? À, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Rồi còn cái này thì mình sẽ ráp là 9 cái. À, 5, 5, 5 với 6 hả? 3, 3 với 6 là 11. Ủa nãy tôi tính là 9 hả? Chết bà, hơi sai rồi đó anh em. Hơi sai. Thôi kệ, ráp là 21 cái đi. Đủ thiếu tính sao, tại vì mình cũng cần cái đó. Cái này nó ráp đồ hơi bị lâu. Còn cái đôi giày mình chưa mặc. Còn cái về tô bồ á, thì mình đã làm xong Narcotic rồi, bây giờ thiếu thịt thúi, mình chỉ cần xiên vài con xiên vài con đô đô thôi là mình có thể lấy được thịt, làm thịt thúi. Anh em đang xem video thì nhớ subscribe và like cho video cũng như kênh mình nha. Để mình có sức lực và động lực và có hy vọng để làm tiếp những cái tập sau của Survival. Ok, đủ rồi, về thôi. Mình cần làm cột nữa anh em. Mình làm cột trước đi. Mình cần 4 cái cột chính của cái nhà. Đó, các bạn làm nhà là phải làm cột. Như vậy nó mới chất. Cột không? Pilat. Pilat thì mình chơi cái Pilat Simor đi, có gì mình trồng lên chứ thiếu cái gì đây? Thiếu thoát hả? Thiếu hơi bị nhiều à. Gamma 2. Gamma 3 đi cho anh em dễ nhìn. Mình lo mình farm stone không mà mình không có là farm wood với thác cho nên là giờ lỡ cỡ lắm. Khổ lắm cơ. Một hồi các bạn nhớ, một hồi mình phải nhớ mình slip on mấy cái cục thịt như thế này nè để cho nó biến thành thịt thúi. Đó là cái mẹo mà làm thịt thúi nhanh nhất á anh em. Dành cho anh em nào chưa biết, tí nữa thì mình sẽ làm cho coi. Khi lát trước mắt mình sẽ làm 4 cái cột nhà bằng đá. 4 cái. Còn cái Dima này á, Dimanic này chúng ta cần silica burr. Mình thì thua rồi, mình không có biết làm cái đó. Mình không có lấy được cái đó chứ lộn. Rồi, ok, và bây giờ mình sẽ làm trước nha. Nhà mình sẽ rất là cao. Nhà mình sẽ rất là cao. Mình sẽ để số 3. Nhà mình thì bắt đầu sẽ từ đây. Xa xa một tí đi. Bắt đầu từ đây là đẹp, chuẩn. Mình sẽ đặt cho nó ngay, hiểu không? Ok, rồi đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ đặt cái một cái tạm thời để đây thôi nha. Một tí nữa mình sẽ pick up nó lại. Tiếp theo là sẽ để đây, như thế này đây. Nó sẽ như thế này. Mình sẽ làm cái nhà nó hơi bị cao đấy. Quên, cái đây mới đúng. Rồi, cái này chỗ này 3 rồi đúng không? Bắt đầu từ đây là điểm qua là 5. 1, 2 rồi. Đúng không? 2 3 4 5 5 5 5 thì nó hơi lẻ. 6 mới đúng. 6 mới đúng. Nó xây dựng là khó khăn thế. 6, ok, xong. Mình chỉ cần làm mấy cái foundation stone nữa là mình để bên đây nè. Cái này chỉ là cái bên trong thôi nha anh em, bên trong thôi. Có thể là anh em chưa hiểu đâu, nhưng mà từ từ. Cái này cái cửa vô đây. Căn nhà này là sẽ là căn nhà nó khác. Các bạn biết tại sao không? Khác tất cả những căn nhà khác. Tại vì cũng không có giấu gì anh em, mình là mình học bên xây dựng. Xây dựng không phải là xây đi công trình hay là ui dâu quá đập phất. Xây cao dựng công trình hay là đi giống như trộn hồ. Mình học xây dựng là học về thiết kế.
Không phải nổ với anh em, nhưng mà thực sự là chính xác có ngành mình là thiết kế, cho nên mình sẽ biết được nguyên lý cũng như là cách thức để dựng một cái ngôi nhà nó sao mà cho nó theo đúng ý mình và cách logic nhất. Cái thềm ba mình sẽ để 3 ô, thềm ba để như thế này hả, như thế này. Ok, không biết mấy cái foundation stone của mình xong chưa, mình sẽ làm một cái viền trước. Foundation stone đây. Rồi bây giờ mình sẽ viền lại cho anh em xem cái khuôn khổ của cái nhà nè. Đầu tiên backup này lại cái demolish luôn. Ủa mình nhớ cái mod này nó cho phép mình backup mà ta. Ok. Mình sẽ viền lại cái nhà. Đó rồi bên đây. Ok, tạm thời vậy đi. Mình sẽ không có tua nhanh nha anh em. Tại vì cái máy mình nó rất là yếu. Không có render video cũng như edit video, có nghĩa là chỉnh sửa video lại được. Cho nên là đành phải cho anh em xem video gốc luôn. Đó, nhà mình sẽ cao lên như thế này nè anh em. Nhà mình cao lắm. Đấy, đây là cái mặt nền nhà mình nè. Đó, đây là cái mặt nền nhà mình nè. Thấy ghê không? Nhà mình phải cao vậy á. Tại vì anh em biết sao mà phải cao vậy không? Để dự trù mực nước biển mà nó có lên á. Hết rồi. Mới đây hết nhanh thế. Mình chưa bao quanh được cái nhà mình nữa. Rồi, foundation tiếp đi. Foundation stone. Đây. Lắp được thêm 12 cái hả? Thiếu gì hả? Thiếu wood hả? À, stone thì quá dư. Mà wood thì quá thiếu. Ok, cho nó ráp đi. Rồi mình sẽ xây tiếp cái này. Nó bây giờ mình không biết cách lên luôn nè. À, ở đây đúng không? Con chim này đi ra coi. Quỷ chim này. Ui, nó nặng quá nặng. Đây. Để mình tính toán, mình cần phải làm một cái cầu thang để mình đi lên để mình nhìn ngó chứ chứ đây thì không ổn. Cầu thang đi, stair. Cái stair thẳng đứng đâu? Trong món này không có à. Stair wooden nè. Đây đây adobe. Ủa. Ồ, cái mình muốn cái stair này nè anh em. Còn cái stair cong này đâu cần. Metal. Ồ, như vậy ít chất lút nó chưa có thêm cái này vào. Hèn chi. Wooden, adobe với stone đi. Cần gì? Stone thác với wood. Stone. Mình xin tích tích stone coi. Stair. Wood. Hai cái mới đủ. Ok, tạm thời làm một cái trước đi. Foundation nó làm xong rồi hả? Để vô luôn. Ok. Ở dưới mình sẽ để RAM. Ờ, mình còn cây RAM nè. Để mình để RAM cái đã. Ôi, tức cái con chim này thấy ghê vậy ta ơi. À, đấy. Để đỡ thôi nha. Cái này để đỡ thôi. Rồi đó. Từ bên đây tính vô đây là 3 ô. 3 ô. 3 ô hả? 3 ô được. Thêm một ô nữa đi. Ok. À, rồi ở đây lắp cái này. Ở đây một cái. Bên đây một cái. Ok.
Ở dưới mình đặt cái này, trên đây mình đặt cái này. À không, cái này phải đặt này luôn, tại vì nó ngoài rìa nhìn cho nó đẹp đó anh em. Chứ đừng ai nói mà bên trong là thác thì nó quê lắm, cái nhà kiên cố nhưng mà để thác thì nó quê lắm anh em, hiểu không? Mình cái nhà mình sẽ có một cái sân vườn, không phải cái sân vườn nữa mà là một cái phía trước giống như cái hành lang, cái là ban công vậy anh em. Ba ô để mình làm trên đây ba ô cái đã. Rồi mình sẽ về dưới mình làm tiếp, xuống dưới mình làm tiếp. À, thiếu function trầm trọng luôn. Function thì có word. Ba trăm mấy phút nè, không đủ. Cả lấy đỡ đi cho nó làm. Good. Tiếp theo là mình làm cái fan nè, để cho anh em thấy là anh em hiểu được cái fan nó như thế nào. Không phải cái fan này, cái fan 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 đứng, fan cao á. Function. Tại sao lại fan function? Store này hả? Để tôi thử nha. Để tôi thử trước làm cái fan này coi, ok không? Cái fan function này đâu phải đâu. Không phải, tôi cần nó sao ta? Cái fan, cái hàng rào, đúng rồi mà ta, kỳ vậy. Tôi rà là tôi cái hàng rào á, tôi đang muốn xây cái hàng rào chứ tôi không 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 muốn xây cái có chữ function này là không phải cái hàng rào nhờ. Đây là railing, đáng lẽ là cái hàng rào là fan là đúng rồi mà sao này nó railing chứ. Railing stone hả? Railing stone thì nhìn nó bằng lắm. Railing wood đi, nhìn nó đẹp hơn. Railing stone tự nhiên ở phía dưới nó có một cục gì không đẹp. Railing wood nè, 17 cái được, ráp luôn. Tôi sẽ cho anh em coi. Giờ mình còn phải đi farm gỗ nhiều hơn. Ủa tôi có làm gì đâu nặng chứ ta. À. Đi 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 đi, lấy gỗ lấy gỗ. Đó, cái farm của mình nãy giờ là vậy á. Cứ hú con quỷ này đi rồi mình bỏ đồ vô, rồi sau đó là mình kêu nó về. Nâng cho mình quay, mày quay lên luôn. Ok, như đây đủ rồi. Rồi sau đó tôi sẽ lấy Frelling. Ồ, nó lết kìa, con nó lết kìa. Trời đất mẹ ơi, lết gì dữ vậy em? 8 cái Frelling hả? Hơi bị nhiều đó, thôi được rồi. Ocean đi. Ráp được 2 cái. Ôi mày đưa tao miếng đi, tao khiên phụ cho đi, tính ra cái quay mình còn nhiều hơn cái quay đó nữa. Đi xích lại đây mẹ mày, đi xích lên đây. Ok, họ ráng không được nhiều. Đây đây, tôi cho anh em coi như thế nào nha. Đây đây, kiểu như vậy nè anh em, nó thấy không? Từ từ anh em sẽ biết, từ từ anh em sẽ biết, bây giờ tôi nói ra thì anh em không hiểu đâu.
Làm gì nó có rộng quá không ta? Làm gì nó có rộng quá không? Cái tường ở đây. Không mà làm gì tôi nghĩ là đều. Thôi. Vậy là được rồi anh em, vậy là được rồi. Không cần phải nhiều. Ủa mới đây hết rồi hả? Nhanh như vậy? Trời, what the fuck? Mới đây nhanh như vậy hết trơn rồi. Và cái đấy. Làm quơ được không? Quơ anh em thấy tôi farm gì mà không đủ á. Tiếp theo tôi sẽ đặt ở đây. Như thế này. Ở đây tính từ cái thời điểm cái lằn giữa này nè qua bên đây thì chắc chắn sẽ là đây một ô rồi một ô ha. Nhà tôi rộng lắm, cái ô này sẽ là cái cửa nè, cái cửa chính tôi nằm đây nè, lên đây tí rồi cửa chính tôi đang đứng nè, qua đây hai ô nữa cho đều nha anh em. Tại vì á thiết cái game này xây nhà dựa trên nền tảng là Minecraft anh em hiểu không, cho nên là mọi số mà anh em muốn cái nhà mà nó cân chỉnh nó đều á, cái cửa nó nằm ngay giữa nhà thì anh em phải lựa số lẻ, như nhà 5 ô thì cái cửa ở giữa là 4, còn hai bên là hai 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 ô, có nghĩa là hai bên là 4 ô anh em hiểu không. Rồi đó, cái cửa tôi sẽ đứng ở đây hợp lý, còn bao nhiêu thì chúng ta sẽ lắp lại. À, nó lấn vô cái nhà cũ tôi luôn rồi, nó lấn vô cái chòi dịch tôi luôn rồi. Ok. Còn bên đây chiều ngang là được. Rồi xong. Rồi, gần hoàn thiện cái nhà rồi anh em, chỉ cần đi farm một tí nữa thôi. Đó, mới đây mà 23 phút rồi. Cái này cái gì đây? Cái railing hả? Ừ làm luôn. Pilat đây, để qua đây. Này bỏ vô đây. À, bây giờ mình cần sử dụng foundation tiếp. Foundation chúng ta thiếu gì? Thát hả? Đây. Ok, cần thát và wood. Đúng không? Cần thát và wood. Rồi lấy wood xong rồi chúng ta lấy tháp. Cái cây gì đấm có một chút là xong rồi. Đây đây đây. Ok như đó được rồi, còn như mình tải cho. Về bạn ơi. À, nặng quá luôn, tội nghiệp khủng long quá luôn. Lấy thêm một cây nữa là đủ. Ok, xong. Lấy thêm cây này nữa đi. À, nhiều anh em nói là tôi thắc mắc là tại sao cái cỏ nó cao quá. Nhiều anh em nói là không phải là cỏ cao mà tại tôi lùn. Giờ tôi mới để ý tôi chỉnh kích thước nó quá là nhỏ đi, cho nên giờ tôi mới để ý là tôi lùn vãi cái đái luôn. Thousand 18 cái nó là đủ rồi anh em, 18 cái là dư luôn á.
Bây giờ chúng ta đâu có cần nhiêu nữa đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 với 4 nữa là 12, 12 18 mà có thể là được. Rồi bây giờ tôi làm word cái đi. Làm được 20 cái word. Pilat đúng không? Pilat hồi nãy tôi quên, tôi đẩy Pilat vô cái đã. Á à, trời mưa luôn. Pilat là bắt đầu cái cột tôi ở đây nè. Cái cột nhà tôi ở đây nè. Đây. Đây, cái cột nhà tôi này nè. Đó. À, tốt ở đây luôn. Sao cái cột này nó ngay tâm với giờ ta? Cái cột ngay tâm nó xấu. Cái cột ngay tâm nó xấu. Vậy thôi mình làm cái cột xấu xuống, xuống dưới luôn đi. Ủa nó không có cho vô. Ừ đây nè. Đó vậy nè. Nó đẹp hơn ha anh em. Phải như thế. Rồi tôi làm Pilat luôn. Pilat. Pilat thì chúng ta cần đó là Simo hả? Chúng ta thiếu gỗ. Rồi giọt về. Ôi à, ráp đồ mà mình lên được 2 quay luôn nè. Ôi mình lên được 12 điểm luôn nè. 12 level. Ờ à, như vậy là chúng ta ráp được cái giáp sắt rồi. Học giáp sắt luôn. Đúng không? Đây. Điểm mình quá trời. Giáp sắt hả? Giáp sắt nó cần gì ta? À, trước tiên là bỏ sắt qua đi, fiber và 2. À, giáp sắt nó ráp ở smile đúng không? Đây 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 đây, cái quần thiếu cái gì? Thiếu metal hả? Mình nhớ hồi nãy mình nhớ metal nhiều lắm mà. Đây đây đây. He he, có đồ mặc rồi anh em ơi. Cái áo, cái quần, cái đầu, cái giày, cái tay, xong. Tháo mấy này ra đi. Ok. Cái này xong hết chưa? Bỏ ra đây. Ơ, what the fuck? Vứt ra lụm lên chi? Ngon. Được của nó. Hơi bị đỉnh của đỉnh. Đỉnh của đảng luôn nha. Function bằng thác. Function bằng thác ở đây còn một cái nè. Pilat hả? Pilat. Ơ, à, lại thiếu đá hả? Oh, what the fuck? Mới đây hết đá rồi. Oh my god. Cái đá của tao. Ui, farm hơi bị nhiều giờ hết luôn. Ờ không, đặt cái này trên đây mới đúng. Nó phải là đúng cái tâm của nó mới được. Đó, 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 đó. Ok. Mình lót cái nền trước đi rồi mấy cái móng mình tính sao. Mình thay cái vàng ngoài bằng đá luôn.
Có nhiều mình chơi trước nhiều đi. Ok. Oh, what the fuck? Mà hồi nó xanh mà hồi nó đỏ bởi vì xây nhà khó nhất là ở chỗ này nè anh em. Xây nhà khó nhất là ở chỗ này nè, ba hồi nó xanh ba hồi nó đỏ. Không biết đường nào mà lần luôn á. Ok. Đấy, phải nhà phải dạy. Cái hành lang nó còn bự hơn cái nhà nữa. Bự ngang ngửa cái nhà luôn. Ủa hình như mình xây thiếu đúng không? Đáng lẽ bên đây còn ô nữa, hai ô nữa, đúng rồi, đúng rồi. Phải như thế. Số 3. Đây luôn ở đây. Ngoài đây là xong hết rồi nha, chiều ngang ở nhà là xong hết rồi. Xong mình mới đặt cây cột chứ. Đấy. Ở đây mình sẽ xây bức tường. Bên đây là 6 ô đúng không? Mình 6 ô trừ cho 2 thì còn 4, có nghĩa là mỗi bên là 2. Đây thấy không? Cái cửa ra hành lang. Xây trước đi, mai mốt mình đập cái window vô sau. Ở đây hay luôn. Đấy, thấy ghê chưa? À, thấy thấy kiến trúc sư Cao Tùng thay xe chưa? Nó phải như thế. Nó phải như thế. Đây, mà bây giờ mình xây cái fancy ở đây. Đáng lẽ là mình làm cái fancy nó nằm ở ngoài đây nữa nè. Make up đi. Thì nó như thế này nè. Đây. Đây, phải như vậy nè. Ok, thôi kệ, tạm thời là như vậy đi anh em. Rồi bây giờ á, thì mình sẽ skip cái khúc này để mình làm đi farm cho xong cái đoạn này ha, cái đoạn này cho nó thành hình thành thành hình trước đi, rồi sau đó mình mới dựng world lên. Ok, mình dựng world lên tính tiếp ha anh em. Ok, hẹn gặp lại anh em ở cái thời khắc đó. Rồi anh em ơi, tôi mới đi farm một chuyến về thôi, nhanh thôi, không có chậm. Thì tôi thề luôn là nãy giờ á tôi mới phát hiện ra một điều này, nó rất là hãm ở cái mod Astralut, ở Astralut với lộn, anh biết hãm là, anh em biết hãm là cái gì hay không? Đây nè, đây là một bức tường stone đúng không? Bây giờ tôi nè, tôi bấm vô stretch variant nè, cái tôi chuyển nó thành adobe nè, vãi cánh đáy. Ủa về mắt cái ôn gì tôi phải làm cái stone ta? Nhưng mà nó vẫn là cái tên Stormer nha, chỉ là một cái gọi là fake thôi. À, một điều hãm hết sức có thể luôn. À, tôi đéo thể tin được luôn, tôi đéo thể nào mà tin được luôn. Không kệ cũng sao, từ từ rồi mình sẽ quen thôi. Còn bây giờ tôi mới mở rộng ra thêm cái nhà mình, cái cửa này chính xác là hai ô nha anh em, còn nếu mà để cho đều thì bên đây hai ô thì bên đây nó cũng hai ô. Tôi sẽ mở rộng ra thêm một tí nữa. Bây giờ what the fuck, backup nó. Đây. À, sao tôi không thể là bay lên lên cái này được ta? Đây. Anh em có bị chói mắt không, để tôi chỉnh cái này lại coi. Hồi nãy giờ tôi quên. Sorry anh em. Nhìn này đỡ chói mắt hơn. À, biết vậy tôi xây xong hết rồi ha. Anh em bây giờ, anh em nghe tin tưởng tôi. Bây giờ nè. Ủa cái này không được. Như vậy nó chỉ áp dụng cho cái wall thôi anh em, để tôi thử cái pilar này được không? Shutter Vanilla Adobe. Ồ, như vậy là mình đổi được thành Adobe. À, cái này gọi là đất sét nha anh em. Adobe nè. Được đấy, tôi nghĩ là được đấy. Cái này thì chúng ta đổi, ủa đổi được, ủa đổi mà cái này được hả?
Còn cái này ớt chất lốt thát nè. À, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Ok, tôi hiểu. Anh em biết tại sao là tôi có thể đổi được, nhưng mà cái tháp này tôi không thể nào đổi được hay không? À, sao ta nói cho anh em hiểu ta? Như thế nào anh em à? Anh em phải phân biệt được cái đời giống như là cái nào có cao cấp hơn thì đổi thành những cái thứ mà nhẹ hơn á, cái thứ rẻ hơn á thì nó sẽ được. Còn vốn dĩ những cái thứ mà nó đã rẻ rồi mà mày muốn không làm mà đòi có ăn á thì chỉ có ăn đồ bùi, ăn cứt, hiểu không? Là cái đời tôi là cái này là cái shiton, tôi không thể nào mà úp lên bê tồ được, anh em hiểu không? Nhưng mà tôi có thể úp thành những úp xuống đao xuống những cái đời mà nó rẻ hơn, ví dụ như Adobe hay là thác như thế này. Còn thác như thế này thì tôi không thể nào đổi được, kiểu như vậy, anh em hiểu không? Tôi hiểu rồi đó. Đấy, nhìn nhà tôi nó rất là chắc chắn không, hiểu không? À, tôi chơi trên đây là bằng stone nha anh em. Rồi bây giờ thì tôi chỉ có việc xây wall lên thôi. Tôi hết foundation rồi đúng không? Má giờ nhà tôi nó lấn chiếm lòng lề đường nè anh em. Anh em tính sao chứ? À, và bây giờ tôi để railing vô đây. Rồi bây giờ tôi làm tiếp foundation. Foundation cần 10 cái nữa hả? À, foundation cần nhiều lắm anh em à. Cái này thì chúng ta có thể kiểu như đổi thành như thế này, nhưng mà tôi không thích, tôi thích cái gì nó thoáng thoáng hơn cho nên tôi đổi thành cái này. Gamma 1.5. Đây, ok, nó còn lởm chởm quá, nó còn lởm chởm quá. À, tôi đứng trên đây tôi lấy đồ được luôn. Tạm thời nó sẽ như thế này, để đại đi tính tiếp. Đây, what the fuck. Mới đây hết rồi, nhanh thế. Cái này thì từ từ nha, nó dướng cái bàn của tôi cho nên tôi không có làm được. À, anh em thấy ghê không? Mới có chầu dịch hôm nào mà chúng ta bây giờ đã thành một cái ngôi nhà rồi. Cái nhà tôi nó không có dài lắm, cái dài á, ý tôi nói là dài á. Nhưng mà không sao. Được. Đối với tôi đây là quá đẹp rồi. À, tôi sẽ tiếp tục làm foundation. Foundation chúng ta thiếu stone hả? Bỏ qua đây stone làm được một cái. Má giờ bần vãi ra đấy. Rồi bây giờ tôi đi tôi chuyển đổi hay lại hết. Ok, xong. À, thấy ghê không? Đẹp không? Cái tướng có chút xíu mà xây nhà bự chà bá không? Quá đỉnh, đỉnh của đảng luôn. Ờ, tại sao không xây bên đây ta? Nó dướng cái gì mà không xây được ta? Để tôi thử đi. Demolish nó. Rồi bây giờ tiếp theo là tôi xây cái wall.
Tôi xây cái function ở đây thử coi được không? Thử mình xây cái function thác thử coi. À, nhìn nó chắc chơi hơn ha. Nhìn nó vậy nó đẹp hơn so với mà có anh em mới xây cái function ngang nhìn nó thấy nó gớm mồm mà. Sau này tôi muốn thì tôi để đây nè. Tôi sẽ cài vô một số mod decor. Anh em hiểu mod decor không? Ui da. Đấy. Mod decor là cái mod mà để à, chồng nó không được à. Xây đây không được. Xây đây không được. Ok, thôi kệ bà đi. Thì như vậy là cái clip này đó hết rồi anh em, kết thúc tại đây. Thì cảm ơn anh em đã xem video này. Đừng quên để lại động lực cho mình. Đó là bằng cách subscribe và like cho video mình nha. Và bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau của Survival Evil Crystal Isle. Ok, bye bye.